Bình thường là mọi người sẽ mua cái dòng kẹo C này ở ngoài hiệu thuốc Bán đúng không? Bây giờ nha, có thêm một cái dòng kẹo C mới nha mọi người nhá. Đây này, kẹo C này thì nó là dòng kẹo trái cây nha mọi người, có 12 vị khác nhau. Khi mà ăn vào ấy, nó sẽ thơm thơm nhẹ, kiểu man mát vị bạc hà đó mọi người. Thôi, ăn cuốn dã man luôn. Nhưng mà bây giờ ở ngoài thị trường nó có rất nhiều dòng khác nhau, và đây là dòng loại một, dòng chính hãng, nên là có rất nhiều bên người ta thấy là cái dòng kẹo này bán chạy bán được mà, nên là người ta làm nhái đi. Và cái dòng nhái đấy ăn nhiều khi nó ảnh hưởng sức khỏe đấy, nên là mọi người cũng phải lưu ý nha. Thực sự ăn cái dòng kẹo này nó cuốn nhưng mà có rất nhiều drama. Ăn này nó cứng nhá mọi người nhá. Nếu mà mọi người cắn phải cái dòng kẹo nào mà nó mềm đấy thì là dòng kẹo đểu nha mọi người. 12 vị khác nhau, tính ra nó có hơn 20.000 mà được rơi tầm khoảng là 100 cái. Thường thường là shop sẽ cân cho mọi người dư thêm một tí nữa, rơi tầm hơn 100 cái một xíu thôi. Nó rất là nhỏ thôi nhưng mà ngậm nha, lâu nha mọi người. Mà cái dòng kẹo này là không đường đấy nha mọi người, nên là mình yên tâm không lo vấn đề tiểu đường luôn. Mình cũng có để cái giỏ hàng bên góc phải màn hình đấy, mọi người có thể tham khảo nha. Đây là cái shop mà mình nên tận nơi để mình tham khảo đấy, nên là mọi người cũng yên tâm khi mua nhá.